Chào các mọi người đến với đêm hôm nay nha. Thì trước tiên em lên một người mấy con Zippo đó nha. Sau theo đó em lên dụng cụ bình thường cho người. Thì Zippo em đỡ mã là Z nha mọi người. Z1 2 3 4 5 thì có 5 con thôi. Đầu tiên là Z1 460k nha. Con này gõ búa viên nè. Có em lên đồng xu Liberty 2007 này nè. Cái này là chắc là design nha mọi người. Còn gõ búa viên có thể là zin. Gõ búa viên con này à, lắc cơ bạc ha, new chưa sử dụng nha mọi người, chưa lên lửa luôn. Vỏ ruột nha, vỏ ruột trùng nha, ruột không chín luôn. Chó hơi mờ nha mọi người. Nghe nhạc âm thanh ok. New mà ha. Cái này lại design hay sao nha mọi người? Cái này không như không phải zin nha, design. Tại vì bộ sản xuất 09 và đồng xu nó 2017 nha. Chắc chắn cái này là design chứ không phải là khả năng nè. Lắc cơ bạc ha, lắc cơ bạc có búa viền rất là đẹp mọi người. Z1 460k ha. Tiếp theo Z2 đồng xả chrome. Nó có khác ba cái đường sạc này mọi người, rất là đẹp ha. Đồng xả ha. Sản xuất 507 để lôi xuống Nhật nha mọi người. Đó, không có cắn mốt rồi nha. Đồ hình ok. Con này đã qua sử dụng rồi nha. Ruột 07 trùng nhau rồi. Bánh xe bén. Đồng tẩy của rôm nha mọi người. Rồi, Z2 380k nha mọi người. Tiếp theo là số 3. 350k nha. Con này mọc ngược. Mọc ngược. Xéo gạch hiền. 1984 nha mọi người. Bánh xe bén ruột rất là đẹp nha. Ruột rất là đẹp, đồng xẻ rôm luôn. Ruột xéo gạch luôn nha. Gạch bên đây hơi khó thấy nha mọi người. Chó hơi khó thấy này. Ba gạch đây vẫn thấy nha, nhưng mà bên ngoài nhìn thấy, nhưng mà em quay bên này thì rất là khó thấy. Bánh xe bén ruột chuẩn của nó luôn, đồng xẻ rồi rôm 984 ha. Mọc ngực ba 350k dòng. Tiếp theo là dịch 4 208. Con này cũng mọc ngược luôn, mọc ngược sản xuất năm 2000. Sản xuất năm 2000 ha. Mọc kép ha. Mọc ngược kép luôn. Được. Sao ruột chín chín 98 ta. Này là ruột là 2 năm nha mọi người. 2 năm. Này ruột là 2 năm. Được 2 năm ha, 260k. Đó. Ngoại hình ok ha. Chỉ ruột lạch là... ruột còn đẹp nhưng mà nó lệch mọi người. 426 và con này thì nó mọc mọc lúc tẩy rôm xong nó bay mất cái mọc mờ quá, bay mất rồi mọi người ha. Con này khả năng là làm mã, nhưng mà ruột hiện tại là đang sử dụng ruột đời số 03, đời số 03 ha. Mà ruột cũng tương đối ok đó. Có cắn sơ đại xí nhưng mà còn nó rất là đẹp ha, lên keng. Con này xẻ chưa
nó lên tiền lớp ở trong rồi, chưa có đánh nữa hả? À, rồi. Ghê yếu. À, này bán một người châm lửa một thuốc chọc quậy lấy bánh xe Ấn Độ hay gì đó cũng được ha. À, người gà nó hơi yếu rồi, bán một người vé mình cái bánh xe thôi. Có cầm chơi quẹt bài bài cũng được ha, nhất năm 160k 6 bọc mờ ha. Rồi em chuyển sang công cụ rồi. À, tiếp theo là công cụ nha mọi người. Đó, lên mọi người lấy sâu kéo nha. Hôm nay thì em lên rất kéo, nhiều kéo, kéo các loại luôn ha. Đó, đầu tiên là mã số 165k. À, kéo bên em thì được vệ sinh mài bén các kiểu nha. Đây là kéo vải. Thép làm ok nha mọi người ha. Chứ không phải là kéo kéo mới trên thị trường nha mọi người. Mọi người lưu ý. Đó. Đồng bộ này size 20 nha. Với lại cái này tôi có size 18 thì nói người size 18. Đó, mà cái này thì nó không có in logo no name ha, nhưng mà thép thì nó làm bằng thép, trong ngoài thép không rỉ nha mọi người, cái này vẫn có rỉ nha, tại vì nó đánh bóng lên thôi. Đó, lưỡi thép đen của Nhật nha, kéo thì đã vệ sinh mài bén rồi mọi người. Đó, tiên là test các bao cho mọi người trước ha. Đó. Đó, ha, tiếp theo là cái cần. À, đây một cái cây khô nha mọi người, cây tư, chín cây tư, rồi cây tư ha, mài bén ngọt ngào mọi người, xanh sạch sẽ trong ra ngoài luôn rồi, đó. Xa 20 ha. Số 165k. Tiếp theo số 2. Số 2 có 165k luôn. Đó. Cái này thì nó văng văng cầm rất thành rồi. Cái này nó không có bọc nhựa zin đó nha. Đó, lưới ra mở vệ sinh mày bén đó rồi. Số 2 165k. Tiếp theo số 3 160 đồng giá nha người, 165k hết. Này thì mới thép này có rỉ nha mọi người, không phải thép stainless steel nha, không phải thép inox nha, thép trắng nha. À, mài bén vệ sinh sạch sẽ nha mọi người, form còn tương đối chuẩn đó ha. À, cái cọc nào ha, số 3 165k, size 20 mọi người. Số 4 cũng 165 luôn ha, cái này thì cán nó bằng kim loại. Đó, lưỡi nó bằng bằng thép nha, không phải bằng inox cái trắng nha mọi người, thép đen ha. Có cái này là bãi 100% ha, cái này cắt rất là ngọt. Đó, xử lý nhưng mà cái rổ này nó vẫn còn ha. Đó, nhưng mà không ảnh hưởng nha, nó vẫn cắt rất ngọt mọi người. À, bắt cát ngọt như mía lùi luôn hả. Size 20 luôn nha mọi người, mã số 4 165k. Mọi người lưu ý với em là kênh em bán không mua dòng phí vận chuyển nha mọi người. Đó. Tiếp theo số 5 165k. Nó giống cái số 1. À, chung trước khi kéo em đưa lên đây bán thì em đã vệ sinh mày bén test kỹ rồi hả, người yên tâm.
Số 5 165k nha mọi người. Tiếp theo số 6 cũng 165k luôn. Này nó mất cái chuôi đấy chứ em, làm cái này đỡ mình giữ cái tạm đó ha. Đó. Giữ tạm nó hơi bung ra thôi. Đó, nó hơi không có thẩm mỹ lắm nhưng mà quan trọng là nó giữ được ha. Như miếng luôn. Bao nha mọi người. Bao khó cắt hơn giấy nha. Thay vì em thích giấy thì em thích bao nha mọi người. Đó, còn giấy thì khá khá dễ cắt, hoặc là test hay nó hơi thừa. Số 7 18 nè. Cái này size 18. 17 18 ha. Nó đắt tại vì cái này là của Okatsune nha. Đây, Okatsune nè mọi người. Đó. Đó, thương hiệu kéo của Nhật. Con này đã xử lý mài vệ sinh các kiểu rồi nha. Đó. Nữ zin nó có hao hao hụt xí. Tại nó đã qua sử dụng đó mọi người. Mài vệ sinh lại thì nó sẽ phải hao hụt ha. Rất là bén. Nhỏ nhưng mà rất là ngọt ngào cho mọi người. Cái mắt ha. Đó. Cái này nhỏ nhưng mà cái lực đó mọi người. Cực kỳ quy lực. Số 7 180k. Như đầu cái lưỡi thép đó, mặc dù nó không phải thép đốt nguyên gói nhưng mà cái phần đây của nó này, nghe nói là mình thép là nó ren kiếm. Số 8 140k. Cái này của ARS nhưng mà cái lưỡi của nó, cái foam của nó đã hao hụt rồi ha. Hao hụt rồi, người ta đã chỉnh lại rồi. Thường nó chỉ dài hơn này xí. Cái này từ size nó cũng 18. Chuẩn của nó thì nó sẽ khoảng 18. Đó. Nó có nghĩa là cái đây là con zin này ha. Cái đây zin nhưng mà cái đây thì đã mài nó bớt chút này. Đó. Nó dài hơn xí ở phần đầu này. Nên đã chỉnh lại cho nó phù hợp ha. Đó. Kim loại nguyên khói nhăn này. Mắt nó rất là vip luôn. Đó. Cái này ARS nha. Văn logo nổi chim gì đâu mọi người, rất là mấy cái này rất là giá trị nha. Cái nổi chim này, nó in laser đâu. Đó, cách thì rất là ngọt ngào luôn. Số 8 140k nha mọi người. Theo size 9, 10, 11, 12 là mấy cái này là size 20 nhưng mà cái này có thương hiệu Okatsune nha mọi người. Đó. Nên theo thương, nếu mọi người làm bonsai size là mấy cái này thương hiệu này mọi người quen có quen rồi ha. Cái này nó mất miếng cao su đây rồi mọi người. Đó, nhưng mà không sử dụng. Lưỡi còn tương đối ok nha. Này ha. Đó. Gần như form đã vệ sinh mài bén nha mọi người. Đó là bao nha mọi người, bao chứ không phải là giấy nha. Còn mọi người mà kêu cái này khó cắt hơn giấy thì anh xem lại. Cắn cái đít này. Bén như kéo. Số 9 240k, Okatsune nha mọi người, size 20. Cái này một thương hiệu khác, cái này thì em chưa có tìm hiểu được nó cái gì nhưng mà em thấy cũng khá quen thuộc ạ. À. Có một cái thấy kéo tỉ á, em hay gặp cái tỉ loại này thôi. Cái bóng canh này loại này em ít khi gặp. Nhưng mà nó làm rất là cứng cáp, lưỡi rất là dày. À. Size 20 luôn. Có móc bít nha mọi người. Nhựa đó nó bị tét xí ra chứ. Này lưỡi nó có hai tầng. Tầng trên khi nào hết tầng trên là tầng dưới đó là coi như vứt rồi. Nhưng mà xài thế vậy chứ xài không biết cái nào mà hết ha. À. Bao bén rồi, bén lắm. Thiếu điều mấy cái kéo này cắt ni lông được luôn mọi người. Ô, cắt bao ni lông cũng được nữa. Nói chung là kéo này cái cong vệ sinh mài xử lý kéo rất là cực mọi người. Rất là cực luôn. Nếu mọi người mua một cái kéo mà chưa vệ sinh, chưa test hay là
chưa biết nó sử dụng được hay không á. Người ra mày một cái kéo tùy coi, nó thử dao động từ 30.000 tới 80.000 ha. Còn kéo cắt tóc á, cái cắt tóc rất là đắt luôn, mày mấy trăm ngàn một cây. Nếu một người ai mà làm trong người tóc rồi cái kéo mua triệu mấy đi mày mấy trăm ngàn là bình thường, bữa em cầm đi mày bữa hết hồn đó. Thành ra em làm hết cho người gì, người sử dụng những cái kéo này rất là khó mài ha. V8 Pro người ARS nè, Corporation ha, mất in ra ban nhau người, cán nó bằng nhôm, bóp cái này cái anh tự nhả ra nha, bóp cái này vô, ấn này lên nó giữ lại, bóp này tự nhả, đó. Thôi người mua cái kéo vậy mà cũng không có sử dụng được á, đem đi mài thì nó không đơn giản, là chỉ mài cạnh đây là sử dụng được thôi nha. Thì em thì kéo này zin của nó là sẽ hạ cạnh thẳng xuống, nhưng mà em chỉnh sang ở cái hạ mép vậy cho cái lưỡi nó được cứng hơn nha. Đó, được cứng hơn, phù hợp với các cây Việt Nam hơn. Đó. Lưỡi sẽ bền được. Còn dù kéo cái cành người hạn chế đừng có mài bén cạo lông, mài càng bén chưa chắc gì bén bén là tốt đâu, bén vừa thôi là được, bén quá này không anh không tốt nha. Thì nó cách tốt hay không là do hai cái cạnh này nó tiếp xúc với nhau đó, nó sát hay không thôi. Thế lưỡi này không mà bén chưa chắc gì kéo cách là tốt rồi nha. Thứ hai là dơ mẹ lưỡi 11-24, tiếp theo 12 cũng một cây Ocasone luôn đó. Rồi cái này mất nhựa bên này xe 20 luôn nha mọi người, lưỡi đó này lưỡi tương đối với nguyên bản này, tương đối đó. Em gì cách bao cũng được mọi người, quá bén luôn. Cái cành này thì nhỏ đúng không, cái này chưa test bóng cành nào mọi người ha. Cái này cách ngục rất là VIP, ok mọi người, thép V8 Pro này cũng không rẻ đâu. Rồi à, tiếp theo là người mấy cái kéo bướm số 13 đó, đầu tiên là cây 13 120k, cây này thì size nhỏ thôi, size 16.5, mọc nó nằm trên đây nha mọi người đó. Kéo này đúc liền nguyên khối luôn đó, giờ xin mài bén rồi hả. Sinh này bé hả, lưỡi ra đây số 13 120, số 14 cũng số 14 cũng 120 luôn nha mọi người đó. Đồng giá ra cái này size 18.5 nha mọi người, mọc này 15 mọc đây nha mọi người. Nó hơi rít mọi người ha, cái này nó hơi rít cho ta xí, người gì nhỏ rồi 7 ta xí nhỏ dầu thì người sử dụng thời gian này nó trơn tru ha. Cái 15 này size 18.5 luôn nha, 120 cái 16 cái này sẽ lớn hơn này. Cái này sẽ tới 19 là người gần 19.5 rồi, sẽ khủng đáng lẽ rác không mấy kia mà thôi bán đồng giá luôn.
mặt bao nhiêu người. Cái này giống cái logo của Mitsu quá ha, Mitsu kép to này. À 120k. Rồi, tiếp theo là một người mấy bộ kéo tỉa ha. 1 2 3 4 5 6 7 cái kéo tỉa. Đầu tiên là cây số 17 trước. Đó. Size này thì tương đương nhau hết. Em đo một cây rất là 20.5 nha mọi người. Bắt cái keo tương đương không có đo nữa. Kéo này đó. Kéo này nó lại không có mọc nha mọi người ha. Mà thế mình thấy cũng rất khá ok ạ. Bảy 95k, 18, 18. Mấy cái này chủ yếu là tỉa nha mọi người ha, để có cái cuốn trái cây nó không phù hợp. 18, 95, 19, 95 luôn. Con này có vẻ nặng đầm hơn hai con trước ha. Tỉa hay nha mọi người. 19, 95. K luôn. Mấy cái thân dẹp, thân cái này thân tròn nha mọi người. Nó hơi khác hai kia xíu. Mặt trong cái này chưa chưa mài, để nó lúc cái này chưa mài nhiều thì vệ sinh gì nó còn có thể rất là bé này em đã luôn. Đa số lưỡi kéo này giờ được chỉnh sửa nha mọi người, chỉnh sửa hết rồi ha, nó không còn nguyên bản, ít cây nguyên bản lắm. Đó, cái này nguyên bản thì em sẽ nói nguyên bản ha. Đó. Nói chung lấy công làm lời vệ sinh rồi mài lấy công làm lời thôi. 21 95k. 22. Tầm giá nha mọi người. À, cái này lưỡi gần như nguyên bản này. Cái này hạ mép ha. Label leo vào. Thì top ok nha mọi người. Hai mươi ba 95 k hả? 25 k. Dùng cái cành không nổi đâu. Mất cái này nó yếu, chủ yếu là tỉa không mọi người. Nhẹ, cầm tỉa đỡ mỏi tay. 23. Rồi tiếp theo, mấy cái này thì nó cứng cáp hơn ha. Cái này nó cứng cáp hơn rồi nó cắt được mấy cái cuốn cây, cuốn đồ rồi ha. Cây số 24, 120k, cái này thì no name mà lưỡi rất là cứng nè mọi người ha. Lưỡi rất là dày luôn. Lưỡi nó uy lực mạnh á. Rồi cái lò xo nó cũng mạnh. Cái này thu hoạch trái cây hay là thu hoạch nông sản ok nha mọi người, còn độ bén thì người yên tâm.
kéo là đều ra được, được test bén hết rồi. Cái này size 19.5 nha mọi người. Mặt nó rồi không có được láng lót mà hơi rỗ, nhưng mà thép nó thì ok ha. Đó, nó hai lớp thép nó nạm lên. Cái này hàng thủ công này. 24 25. À, cái này của đây Okasune nè mọi người ha. Của hãng này, thương hiệu của Nhật này. Ok luôn á. Mắt này làm tạm cho nó khỏi giữ lại nha. Cái này cũng tỉa tót thôi nha mọi người, không có cái cành được. Cái này cái cuốn cuốn cái nào nó yếu thì được, nhưng mà cuốn mà cứng thì không được nha, lưỡi nó cũng mỏng manh. Chủ yếu là công việc chủ yếu tỉa ha. Các loại cuốn nông sản mềm. Xem 18.5 ha. 25 26. Cái này của Made in Japan này, có hình con bồ nông tên 5 nè mọi người. Cán này nó cứng hơn cán kia xí ha. Còn là cái lưỡi ha. Lưỡi này mà cắt nông nông sản cũng được. Cái nông sản nó cứng hơn cái kia xíu cũng được. Thu hoạch dưa như khi cái nhiều cái mình cần cắt để cho cuốn nó đẹp á. Nó kéo là rất là hay nha. Như mình bứt hay mình rứt hay là dao mình cắt á. Nó không có tiện mấy cái này đâu. Kéo nói chung là kéo là nhanh nhất thôi. À, nó có cái sạc ở giữa mấy cái này cắt rất là ok. À, cái này size thì nó sẽ nhỏ hơn 7.5, cái này zin nó 18 ha. À, sau khi chỉnh sửa nó còn 7.5, mất 5 ly 27 đó ha, thương hiệu ra ha, có cách xin ha. Cái này chắc đủ 18 rồi, cái này size lớn 19 luôn, thì cái này sẽ zin nó là 20. À, người à, lưỡi này đều đã chỉnh sửa hết rồi nha mọi người, đó không có còn nguyên bản đâu, mình miễn sao nó phục vụ công việc mình được cách ngon ngon lành được ha. Nhất thiết phải là zin, lại zin nhiều khi mua mấy cái zin đó, mua mấy cái mới đắt lắm mọi người. Cán nó nứt dưới đây xí ha, hoặc là cao su nó bị trắc ở đây. 27 28 hiểu ha. Cái này xa 20 à, à 18. Em xa nhỏ lắm. Này xa trên nó 20 nha mọi người. 19, 18 năm à. Số mấy cái này cao su nó đít nó chắc chắc là hết rồi nha mọi người, không đáng kể đâu. 28 rồi, cái cuối cùng cái 29 này. Cái này thì mất hai miếng nhựa hai bên luôn rồi, cái này em đánh tạm rồi. Cái này hơi dập dập trên đầu xíu à. Cái này trên đầu nó hơi không bén lắm xí nha mọi người, không sao à. Còn các cây cảnh rồi các cuốn thì không suy nha, cái độ bén mà tới mức các bao thì chưa được, nhưng mà cái máy kia thì ok à, không thành vấn đề đâu. Cái này vuốt lại nó là được, mày nó thời gian vuốt là người đỡ về xài luôn đó. Nhiều khi nó dập dập nó cách bao nó dập vậy, nhưng mà cách mấy cuốn này nọ rồi nó rất là ngọt nha, lưỡi nó được cứng cáp hơn. 29 rồi, tiếp theo là người mang cái mã kéo. Kéo này thì chắc thì em có tìm hiểu thì thấy là nó cắt gì ta, bạc bạc ép sợi ra lấy này cắt này, không biết phải hoặc là làm trong kim hoàn đó, nhưng mà cụ thể chính xác thì các người biết thì đó là con mình dưới cho em nè. À, nghiên cứu thêm bén à, mới đây là mười bén ngọt rồi.
Thường ví dụ là kim hoàn thì cái kéo này nó không có làm, nó sẽ hạ mép chỗ đây xuống mà. Thì cái lưỡi nó dày hơn, nó cắt bạc ép hay là vàng ép ra, cắt sợi sợi ra rồi lấy này cắt á. À, em nghĩ là vậy, không biết phải không à. À, cái này xài 16.5 mọc đây nha mọi người. Đó, bén đuôi rất là đẹp này, ha, 95k, 31 cái này 80k nha. Đó, cái này thì size nó lớn hơn, size này 18 đuôi nó nè, cái mọc nó này nó rỉ rổ đánh bay rồi. Cái lưỡi này, mấy lưỡi này đều phải mài là hết nha mọi người, lấy người vải gì đa số mẻ hay là không sử dụng được hết đó. Đó, mấy cái này được hai khó cầm, mỗi nó phải cầm này nè, nó không có là so đẩy giống như kéo bonsai mình hả. 31 80 rồi, 32 được con cây này dài nhất, cái này 22 người. Hai cây này á, cây đây này ngâm lên nó cũng lên giống vậy thôi, nhưng mà tại vì cây đấy không có ngâm, còn cây này em ngâm thì nó hiện lên rồi người ta. Nó hai lớp thép đen đen à. Đó, thép này người. Hai lớp thép nha. Thấy đường đen đen đó. Nó hàng thủ công, chứng tỏ nó là hàng thủ công nha, còn hàng bình thường nó không có. Cái này cái hơi khó cầm luôn. Mấy cái này không biết hay là em cầm không đúng à, sao thấy nó khó cầm vậy ta. Xét phía trong này nó đáng chết, xét trong này khó mài nhiều người, là trong này nó độ bén nó không được bén nhiều lắm, cách đang chút à. Là do mình cầm cái kéo. Khó cầm mấy cái này, nói chung là đúng ngành nghề thì nó ok, chứ còn em chả biết xài mấy này. 32 33 kéo nó hình như là không phải cái tôn nha mọi người ha. Này em nghĩ là cái tôn này, cái mỏ nó căm cái này nè, cái không cắn tay nhưng mà không phải nha, tại vì nó là sẽ có răng cưa ở hàng dưới này, ở hàm dưới này để nó giữ lại những cái đồ vật tròn nó cắt nó phải bị trượt ra trước á. Đó, thì tính là mấy cái này làm cái cây kiểng bonsai cũng được đó, bonsai cũng được, mà cái này ở phía sau giờ đi cắt cuốn trái cây thu hoạch cũng được ha. Nó ngọt ngọt lắm, tuổi nó rất là dày này, cái đầu này nó cũng không có to lắm, mình thập vào trong ngóc ngách của trái cây á, cây đồ hay là ví dụ quả củ quả làm dưới đất á, luồn lách nhưng mình cắt được ha, nó phải dài, nó có cộng lực, cái cán nó dài này, cái phần này dài này thì nó có lực hơn những cái cây bình thường nha. Cắt thử ra, ồ nó này cái cúng cái cây này nó thiên hạ địch luôn rồi, nó lưỡi nó mài ra bén ngọt luôn, cắt giải các đồ luôn, cắt kiểu được luôn không, nó cắt giải các đồ cắt kiểu luôn. Đó, bén bén ngót ngọt luôn, size dài, cái này dài tha hồ mà thập ngóc ngách nha mọi người. 25 mã số 33 180k. Tiếp theo 34 110 à, cái này một cái kéo tỉa xây được nè, xem nó xây 360 độ được, xây dài cũng được. Đó, bóp này lại, đẩy này lên, cô đẩy này xuống nhé, đẩy này xuống mở khó. Đó, cái tỉa này nó lực nó không yếu, nó không có mạnh, thì nó không cắt được cái cành nha mọi người, nó chỉ tỉa được lá thôi. Đó, hay là những cành nhỏ thôi. Đó, còn cành lớn nó không có lực rồi mọi người. Đó, con này hơi lớn xíu là cắt nó hơi hơi không được rồi. Chung là chủ yếu là tỉa lá, những cành lá nhỏ nha người, tán xây được 360 độ. Xiết cái này là chỉnh độ khít của lưỡi nha. Đó, ví dụ mình cắt nó có sao này nó có nảy ra nảy vô rồi, chỉnh cái này bóp lại dài gạt lên khó.
Size này khủng ha. 35 nha mọi người. Mã số 34 150k. Rồi, cuối cùng cái 2536 nữa, hai cái kéo cái tôn thì còn hai cây. Đó, vệ sinh sạch sẽ nha mọi người. Đó, xử lý rồi, các kiểu hết rồi. Và so thiếu cái móc dưới đít ra nha. Móc dưới đít móc lại nó giữ ra nữa đẹp, như là thiếu miếng nhựa dưới đít ra nữa. Đó, còn hai cây này thanh lý lại là người luôn. Tôn ha. Gấp đôi là giá mỏng ha. Mũi nha mọi người, cái tôn lượng sóng này nọ cách nó không có cắn tay mình nha mọi người. Này cái con rất là liền luôn mọi người, giờ tự làm cái móc đít nó nha. 35 rồi, tiếp theo 36. Đó, 36 này á, hai lốt nha, trần thêm lốt nữa nha, trần thêm lốt nữa lên, là ba lốt, ba lốt, một lốt cũng được, ba lốt cũng được, bốn lốt cũng được, cái cũng được tôn khá khá rồi, máy này đã xử lý vệ sinh hết rồi, mài các kiểu rồi, form nó ok nha, quên người test phần đầu mọi người nè, đầu nha. À, móc đây nha mọi người, số 36 160k. Mấy cái này á, mới mình ở nhà sử dụng á thì cũng nên sắm một cây. Thấy hiện tại em đang sử dụng có hai cây rồi ha, cây cho ba cho này nọ người gia đình sử dụng, nói chung là rất là tiện. Nhiều khi cần cái kéo cái tôn á, mấy cái kéo như cái tôn bình thường mà giống như vậy hay là cái nó khác khác chút cũng được rồi, hay là tôn mà lượng sóng á, mua về tiệm á, về cắt cực lắm mọi người, cắt dập lên dập xuống, mới đi làm mà tôn mà lọc tôn lượng sóng này, cắt vất vả luôn đó. Tại vì mình ít, nhưng mà lâu lâu đó là lâu lâu xài nha, còn làm thường xuyên thì chắc chắn mọi người cần phải có rồi. Còn lâu lâu xài là thấy bực mình vậy rồi, nếu mình làm thường xuyên mà cứ bị vậy khó chịu trong người lắm, công việc nó không được trôi chảy ha. Đó. Rồi tiếp theo là mọi người mấy cái kéo cắt vải nha, đó, cái này mã số 37 120k nha, đó, cái này của cây kết. Lưỡi trong mà nó bằng thép nha mọi người, nó phủ lớp nó chống rỉ đây nè, hai lớp thép nha mọi người. Thế nó đừng kể ra. Nói chung là số kéo mà thủ công của Nhật hay là kéo của Nhật đều hai lớp thép hết. Chữ Nhật đây nè ha. Khâu nó làm rất là đẹp ha. Cán cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái này size nhỏ thôi. Cái này cắt vải cũng được mà giải trí cũng được ha. Size 21. Vít cắt ngọt nha. Ha. 37 120k, size 21 nha mọi người. Mấy cái cây kết này cũng cắt ok. Rồi tiếp theo một cây số 38 120k nha mọi người. Cái này là một cây kéo bóp của Honeycutt nha. Có răng cưa này, cái này là bóp cua bóp càng vậy này, kéo này đã xử lý vệ sinh mài là hết rồi nha mọi người. Đó, thấy dấu mài không? Thì thường nó về á không có xài được đâu, phải mài. Size 19.520 nha mọi người, tính luôn cái đít ta. Đó. Vệ sinh mài bén rồi ha, 38.20. Tiếp theo 39. Đó, 39 là một live show 160k ha. Đó, một cây đa năng như này. Bốn cái kéo. Người lưu ý là bốn cái kéo này của cài hết nha. Hai, cài. Cài. Cai nhau này, cái này của cai không phải là đã cai,
Có cái mài rồi, có cái chưa mài nha mọi người ha. Riêng kéo này thì nó chủ yếu là cái vải, cái bao bì thôi, không cách gì nhiều hết. Đây không mài, với lại nó cũng đã bén sẵn rồi, không có gì ha. Đó, size thì tương đương nhau á, để không có đo nữa. Tương đương 7 đi. Đó, 4 cái. Với một cái đây đan năng này, mà nó bị hơi lỏng bỏng cái này, nó hơi lỏng nó đến đây này. Dùng cái tán này lại xí cho nó cứng lại. Cái này nó hơi lỏng bỏng là con dao này, hơi lỏng bỏng đó. Dao này ha. Kéo. Đó, giấy nó dễ cắt ra thì cái kéo này cắt được rồi, nó kiểu đồ chơi thôi, chứ còn kêu xe cũng đẳng chơi không rồi. Đó, dao các kiểu rồi, dao móc dao đồ rồi nè, đây nữa, đây là tu vít dũa này, làm móng tay móng chân, móc móc kẻ móng tay móng chân rồi nè, cui bia rồi nè. Đó, một cái này với 40 kéo nha, mã số 39 160k. Rồi 40 thì kéo nô nem hay nem các kiểu lung tung 180k. Đó, thì cái này nó lành lạnh hơn. Đó, cứng cáp hơn. Đó, cũng giống như cái kia mà đều size nó bự hơn nhau rồi. Ha, size bự hơn nhiều luôn. Đó, bự hơn nhiều luôn. Còn đâu chức năng thì giống với xì non em không có tên đó, với lại 40 kéo sai từ lớn đến nhỏ rồi. Kéo thép không rỉ nha, 1 2 3 4 tay ra trước. Cái này của Canary ra băng ha, có cái mày rồi, cái chữ mày, nhưng mà bao bì giấy ni lông cách có gì phải phàn nàn nha mọi người. Đó, cái vải thì hình xui nó còn, tại mục đích mấy cái này không phải là cái vải ha. Đây như vậy em đỡ lâu quá, cũng có cái mài cái không mài, cái này bén dữ rồi, nhỏ nhỏ bén. Turbo pencil stainless, cái này coi, cái này không thấy tên chữ nữa. Cái này của Mitsuken. Đó, cái này cách cũng khột sọt á, có cái nhỏ này có hình hai con chuột túi gì trên đây mà chuột đó. Đó. Cái này cái nhỏ thì cắt hơi hơi nhỏ, cái nhỏ với cắt giấy được thôi mọi người. Đó, giấy được thôi. Rồi một cái đa năng này, dụng cụ đa năng như lại 1 2 3 4 5 cái kéo dòng mã số 40. Ok, lên người mấy bộ lung tung lung tinh nữa. Đó, số 41 160k. Đó, rồi một cái này cây lấy dấu mọi người, nó cũng hai lớp thép luôn. Lấy dấu là cây cắt đường á, nó chỉnh ra vô cái này kiểu này, có một ốc này dựng ốc trong đàn con, dựng ra vô để chỉnh to nhỏ mà nó rớt không. Đó, như một cái búa, búa này thì quen gọi các kiểu không thấy tên hiệu gì hết ha. Đó, đào để dịp hai cái đây là cây bấy sủi ra mà ha, và hai cái đục, hai cái đục da ha, đục da đầu ok nha. Cái này là em đang có sử dụng rồi, em đang mài rồi ha. Đó, nhưng mà đục ok, không có vấn đề nha mọi người, không có tét vỡ nha. 41 160k ha. 42 cái kéo cái nước ha. Đó, 140k. Cái size này em hay bán mà. Đó, lưỡi khít nha mọi người. Lưỡi khít ha, đó. Đó, ok ha. 42 140k, cái này của MCC nha, cắt được ống 27 nha mọi người.
43, 120k gồm 3 cây kéo đây. Cái này có cái hình đầu trâu này mọi người. Đó. Nhổ đinh như đây, như bấy như đây. Cái này đâu cắt được nhưng mà có vẻ nó hở đó mọi người. Hở. Hở ha. Cái này nó cạp cạp vậy đây. Trắng kiểu trắng mọi người. Đó, đưa. Đó, trắng vậy đó. Chưa mài bén nha, cái này mài bén là chắc trắng cũng được đó mọi người. Không có thương hiệu mọi người ha. Một cây cây đây cái kéo mà mỏ nó cong mọi người ha, nó cong nguyên bản luôn nha, chứ không phải là nó bị cong nha. Test khác. Nó tác dụng cách trong ngóc cách này cũng được ha. Cái này được được môi móc cách trong ngóc cách mọi người ha, không bị cắn. Mấy cái này khó mài thì em không có mài nha, em đỡ nó cách cây thì bình thường nhưng mà nó độ bén mà được cách bao chưa được nha mọi người. Đó. Còn cách tỉa sử dụng trong bonsai thì đơn giản. Số 43, 43 120k còn 3 món nữa ha. Tiếp theo 44 190k đó, còn một cái kéo cắt răng 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 như đó là một người đó là đúng cái cây này em nói một người đó. Đưa vô nó khỏi bị tuột ra không rồi, khỏi chạy ra, nó dính cái răng này nó khỏi tuột ra, lực rất là mạnh nha. Đó, lực rất là mạnh luôn nhưng mà nó không chuyên bóng canh, thành ra cái này á bóng canh còn không ok đâu. Con này thì lưỡi nghiêng dinh chưa có mài, chưa sửa chữa hết ha, răng còn nguyên luôn đó. Người phụ gì mà tùy nhu cầu của mình mà mình mài nó phù hợp nha, nó mất cái khó chỗ đây đó. Size nó cũng khủng á, cũng lớn đó, 22 nó giống cái cây 33 nãy mà cán mùi vàng đó mọi người đó. Cái này cũng lực phết á, mà theo nghĩ thì nó không lực bằng cán này. 409 nha, là một cái này đó, cái này là cạo, cái này giống như cạo bonsai nha mọi người, cạo cành là cạo rồi uống đó. Nhỏ xíu thôi, tổng chiều dài là 7, chiều ra chứ cạo tối đa có 4,5 phân, 4 phân mọi người, cỡ 4 phân, còn đẹp ok ha. Hai cây hả, với một cái cưa, cưa chẳng hạn, cưa hai cẳng. Đó, mở ra nó có một lỗ đây nè, lỗ đây cái cây này nó đút vô đó, thành một cái cưa, lưỡi còn ok nha, thép đen thui, lưỡi còn rất là ok nha mọi người. Đó, cũng khá dài á, tấm chiều dài nó khoảng 48 ha, chiều dài làm việc của lưỡi nó khoảng 19 nha mọi người. Đó, gấp gọn lại khoảng 26 xăng, gấp gọn lại khoảng 26 xăng ha, đúng rồi đó, gấp gọn 26 xăng nha mọi người. Một món, hai món, ba món, 44, 190k. Tiếp theo 45, 95k đó, một cây các nẹp nhựa điện đi nổi nha, của mắt nhựa ha, nhựa lưỡi đó mình xét, đây mình nhựa, đây cao su ha. Người đó bóp cái này em tự mở ra, bóp cái này đẩy cái này vô là khó lại nè, à, khó lại, bóp này thả ra tự bung ra ha. Đó, người đưa cái nẹp nhựa vô cách cách nó nếu mà cái một được á, người thả nhẹ ra, thả nhẹ ra này, bóp cái nữa là nó kêu cách cách á, là nó đi luôn nha. Đây này, ví dụ ở đây, ví dụ ở đây nha, đó chưa đứt đúng không, bóp cái một chưa đứt này, thả nhẹ đây ra, thả nhẹ ra, bóp cái nữa, con thả nhẹ cái nữa đó, thả xe xe chứ vậy à, cỡ đây mới được nha mọi người, cỡ đây mới được
đó, thả ra, đừng có thả ra quá, thả cái đây thôi, đó đó. Đó. Khi nào nó kêu cái cách á, nó mới, cái nắp này, cái nắp này nó tác, nó phát huy tác dụng á, cái giữ cái đại á, nó siết lại nó mới đứt ha. Còn bình thường á, ở phía trong này không cần. Đó, đây này. Coi cách nhanh nha mọi người. Đó. Đó. Đó ha. Cách nhanh á, tại vì quen tay rồi, nó không cần phải canh canh như vậy nữa. Đó, thì vô ý, chỉ vô người là xài như vậy thôi. Bóp lại tải này vô khó ha, số 45 95 k. Vẫn còn kéo mọi người, vẫn còn kéo đó, 46 95 k nó gồm ba cái kéo dịp lép rồi người sai này, kiểu kéo dịp 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 đó. Đó, cái lớn nhất là size 23, cái nhỏ size 18 ha. Kéo này là như chưa mài cũng hai lớp thép nha mọi người, đó nó mỏng mà nó cũng hai lớp thép nha mọi người ha, hàng thủ công đó. Đó, cách cười cũng rất là ngọt ngào. Cái này chưa mài cho người, cái này chưa mài chưa biết hết, và bán nó đang sử dụng ok, để bán rẻ người sử dụng luôn. Còn thì cái công mài vệ sinh kéo cái này cực lắm, cái này cái giấy hơn người. Cái này thì cái bao rồi, cái này bén, cái này có thương hiệu logo này, hình con cáo, còn cái này có chữ Tokyo rồi đây. Nói chung cái này diện người sẽ mài lại. Cái này chắc chắc cắt giấy được thôi, thì giấy là thứ rất là dễ cắt rồi ha. Ba cái kéo 46 này 95 k nha, đúng đúng 46 và 46 này, 47 180 k, rồi một cây dao ghép canh này, một cái cưa mà có cái lưỡi mà thiếu cái cán. Thì đây ghép này nhỏ nhỏ như dẹp rồi đấy, nhưng bản luôn. Cái này sủi cảo vậy đây, của Yamaguchi, nhổ đinh nhổ đồ vậy đây. Cái này dao ghép cán hình như là bình sừng nha mọi người, sừng hay bình nhựa gì đó đó, lưỡi này chưa xử lý nha, đó mẻ nhẹ nè, nhiều người tự mài xài. 4 rồi, với một con dao ghép phiến quá. Đó, cái này về làm bonsai thôi nha mọi người, kệ móc ngách thôi, đừng thấy nhọn nhọn thì chọt bậy bạ nha, nguy hiểm. Cái này thì form nó đúng là dài này, cái này đã lưỡi đã chỉnh sửa đó hả, nó bị mẻ hôm nay cắt bỏ luôn, chỉnh sửa lại thành form khác luôn nha mọi người. Giờ ghép chưa mài bén nha, mấy cái này chắc chưa mài bén, đây bén cực lắm, chưa mài bén không người. Đó, bén tương đối thôi, nhiều người mà bén sử dụng tùy theo nhu cầu của mình nha. Mà cứng cáp lắm, không có bị cắn mốt gì nha. Số 47, 18, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 ha. Mọi người lưu ý là kênh em bán không có còn phí vận chuyển nha. Mặt bệnh không có còn phí vận chuyển, người chuyển khoản cũng không bao phí vận chuyển nha. Người cân nhắc trước khi mua hàng, phí vận chuyển mặc định là 28 ngàn nha. 48 150 k một cây dao ghép canh. Đó, cán nó ghép ba mảnh lại nhau này ha, có nó cái khâu luôn, khâu này bằng nhựa hay bằng sừng này em không biết, ba lớp này, hai lớp thép nha người, thấy không, hai lớp thép thứ hai của nó đen 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 này, tổng chiều dài nó 24, cái phần lưỡi làm việc của nó là khoảng 12.5 nha. Đó, và xanh sạch sẽ rồi, mài bén thì chưa nha, người lưu ý kéo dao kéo anh em kéo thì em mài bén được test cho người, còn mấy dao ghép thì em không mài bén nha.
số 48 150k. Cái này giờ người làm cái vỏ lên nữa, ok ha, mọc ở đây. Nó chữ nhật ở đây, nó có cái mọc dưới đây nữa ha. 48 150. Rồi. Cái dao ghép tiếp. Cái này ghép cũng được mà về làm lạng, lạng da cũng được nha. 49. Đó, 120k. Cái này ghép nhưng mà size nó rất là khủng ha, size lớn, bản bự của người cầm đầm tay lắm. Chữ ra nha. Đó, thức. Chữ nhật chữ đồ vậy đó. Chiều dài 18, bản 3. 49. 120k nha, hai lớp thép đó nha mọi người, đó thấy không? Đen đen đó. 50. 120k luôn. Đó. Mọc đây. Thép nó nạm hai lớp thép, thép từ đây lên tới đây luôn nha mọi người. Lớp thép ở dưới mặt dưới á. À lớp đó là rất là bén ha. Nếu như mình mài bén lên thì nó sử dụng rất ok. 19. Người vừa quấn nha, ta tay cầm không có để cho cũng được tại vì nó rất là to, cầm nó không rất chắc chắn nè. Để cho sạc cũng được thì làm quấn lại ha. Quấn cái này là dây mai dây đồ đó. 50 120 luôn. Rồi tiếp theo cái dao ghép cuối cùng 51 mã 120k cán nhựa nha, lưỡi ngắn không hai lớp thép luôn, từ đây lên này người thấy phần quặng đen đen từ đây lên đó. À. Chữ ở đây nó có thương hiệu đây, Sungrab. À, Sungrab Brick nó một cái đây một cái nhỏ nhỏ này, nhỏ nhỏ xinh xinh này. Chung là dao bên em không có mài nha, không có mài dao. À. Giờ người mài bén cái này đi, đây là cái cưa còn khá bén á, à, giống đồ chơi quá. Chữ đây nha. Rồi cặp này 120 51 nha mọi người. Rồi tiếp theo 52 53 54 55 56, này 56 mã, 5 bô là 61 mã mọi người, hơi nhiều. Đó. Bán người lấy dịch mọi người, dịch quá. Mọc ra nha. Đó. Cặp này size tương đương nhau. Size gần 20 52 80.000 ha. Cái này nó không nhầm là phân rưỡi, cái này 9 ly nha. Đó. Phân rưỡi 9 ly đúng không mọi người ha. Chiều dài 20, cái này có khâu chui đầy đủ ha. Còn cái này không. Cái này nó mài đầu nó hơi người thân nó hơi mò mò này. Đó. Nó hơi vét cong á, đó. Zin đó em để vậy luôn. 52 80k nha. 53 150k. Đó, một cái đục mo. Cái đục mo này chắc bạn khoảng 9 ly. Phân hai nha mọi người. Đó. Cái đục bằng là 9 ly, còn cái lớn là phân 2 ha. Hai lớp thép đó nha. Đó. Hai lớp thép thứ hai đó. Đó. Cặp này thì chui đít đầy đủ nha. Size là 21. Đục mo nha mọi người. 53, 150. 54 150 luôn. Đó, cái đục mo. Đục mo này bản phân rưỡi này, đó, cong quéo luôn. À. Cái này chưa mài bén là người vừa bén sử dụng nha. Đó những cái đục bằng. Cái này chứ cũng phân rưỡi luôn mọi người. Sai bằng nhau luôn. 17 nha mọi người. Đó, mã 54. 110. Theo 55 một cây dao 80k này đó. Cái này á văn gia cấp cái này nè. Đó lưỡi nó hai lớp thép. Ha, hai lớp thép thép đen cho này đó. Nó giữ giống như D3 vậy đó, chữ ở đây, từ lưỡi ở đây. Cán còn lành lạnh nha, của Trademark. Cán còn lành lạnh. Ok, hai giờ người tự đời sinh làm đẹp thì lên làm nha. 55 80k. 56 180k. Cái này thì em đỡ lâu rồi, tính đỡ làm lại, đỡ cắt trái cây á, phải bán luôn. Nhà
không không có thời gian làm mà đó, thành ra cái này nó nhem nhuốc lắm đó, nhem nhuốc hoàng ngoại đây. Nhiều người tự vệ sinh đều làm lại nha. Cái này của Bumei Yoshikin là Yoshikan là người đó. Thép không rỉ nha, cái này thép không rỉ. Còn thép gì thì em không biết, không rành lắm rồi. Lưỡi phần rộng nhất là 3 phần 2. Chiều dài lưỡi là 10.5. Tổng chiều dài con dao là 22.5. À, thế con rỉ đó. Hay gì gọt trái cây cũng được. Làm lại cán đi, rồi mài sạch đẹp đi. Cái này làm mất công lắm rồi, 5.6 180. Thành ra em đỡ làm mà đỡ hoài, đỡ năm rồi chưa làm được. Rồi video hôm nay kết thúc, mọi người lưu ý em, cái em bán không mua còn phí vận chuyển nha, không mua còn phí vận chuyển. Người thể mua số điện thoại em đỡ gấp này ha, đó. Đó, hai số, một số chuyên nghe, một số chuyên nhắn tin nha. Nếu mọi người mua nhiều người nên gọi cho em ha, nên gọi. Còn người mua một món tốt, một món cái một á, mình nhắn em cái đó, nếu còn thì em nhắn lại mọi người ha. Nếu mà bán rồi á thì mọi người thông cảm nha, thì đỡ thư thả cho em xíu em mới nhắn lại mọi người nha đó. Còn hết còn thì em nhắn lại liền, mà hết thì thư thả em nhắn lại mọi người nha, tại vì nhắn không có kịp thì ưu tiên cái này nhắn trước nhắn sau lại nghe điện thoại nó. Đó, mọi người thông cảm với em. Người lưu ý là kênh em bán không còn phí vận chuyển, em luôn nhắc này nhiều lần tại vì mọi người luôn cứ quên cái này á. Phí vận chuyển tối thiểu là 28 ngàn người đó, là gấp bên này mà hầu như mặc định là 28 ngàn á đó. Người có thể đăng ký theo dõi video mới nhất và mua những cái mặt hàng ưng ý rồi đợt khác nha. Ở góc này những người đăng ký kênh Phong Vũ 2367 của em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.